Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay nhà đất Hóc Môn Giao Tốt sẽ chia sẻ với quý vị một lô đất mặt tiền đường nhựa ở ấp 4 xã Xuân Thế Thượng, huyện Hóc Môn. Ok, thưa quý vị, bên tay trái màn hình quý vị đây là lô đất của mình đây, thưa quý vị. Lô đất của mình thì có diện tích là ngang 5, dài 30 năm quý vị nhá. Giá lô đất của mình là 3,55 tỷ, còn thương lượng cho khách thiện chí. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua lô đất này thì hãy liên lạc với Tuấn Hòa theo số điện thoại 0908 21 48 42. Tuấn Hòa dẫn quý vị tham quan lô đất quý vị nhé. Ok, thì Tuấn Hòa sẽ đi về phía sau lô đất để cho quý vị cảm nhận được cái chiều dài của lô đất này quý vị nhé. Quy hoạch lô đất của mình là quy hoạch khu dân cư quý vị nhé. Quý vị mua lô đất này về thì quý vị xây nhà luôn, thưa quý vị. Từ cái lô đất của mình, quý vị ra chợ Xuân Thế Thượng ấy, thì mình đi khoảng tầm 600-700 mét thôi, thưa quý vị. Từ cái lô đất của mình, quý vị ra đường Phan Văn Hớn thì khoảng 400-500 mét, thưa quý vị. Nói chung là lô đất của mình rất chi là thuận lợi để mà ở và sinh sống, quý vị nhá. Xung quanh cái lô đất của mình thì cũng nhà dân người ta xây cũng kín hết rồi, thưa quý vị. Quý vị mua lô đất này về thì chỉ xin phép xây dựng là xây nhà thôi, thưa quý vị. Xe tải, xe ô tô lớn và tận nhà quý vị nhá. Đường nhựa trước nhà, đường nhựa 7-8 mét, thưa quý vị. Xe tải, xe hơi vào vô tận nhà, thưa quý vị. Thì quý vị có nhu cầu mua lô đất này thì hãy liên lạc với Tuấn Hòa đặt số điện thoại 0908 21 48 42. Tuấn Hòa dẫn quý vị tham quan lô đất quý vị nhé. Quý vị có nhu cầu tham khảo thêm về nhà đất Hóc Môn và nhà đất Xuân Thế Thượng ấy, thì quý vị hãy bấm vào cái đường link bên phía dưới của phần mô tả và phần bình luận của video này quý vị nhé. Và quý vị cũng đừng có tiếc gì một like và hãy đăng ký kênh để ủng hộ Tuấn Hòa. Tuấn Hòa cũng xin chia sẻ lại với quý vị là lô đất của mình ở ấp 4 xã Xuân Thế Thượng, huyện Hóc Môn. Diện tích lô đất của mình là ngang 5, dài 30 năm. Giá lô đất của mình là 3 tỷ 550 triệu đồng, còn thương lượng cho khách thiện chí. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua lô đất này thì hãy liên lạc với Tuấn Hòa theo số điện thoại 0908 21 48 42. Tuấn Hòa dẫn quý vị tham quan lô đất quý vị nhé. Đây là cái đường chiếc lô đất của mình đây, thưa quý vị. Đường nhựa 7-8 mét quý vị nhé. Đường nhựa thông luôn, thưa quý vị. Quý vị mua lô đất này về thì rất chi là ok, thưa quý vị. Thì Tuấn Hòa cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành cái thời gian quý báu để xem video này. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Thank you.